Ok, bây giờ chúng ta có cả một trái dứa bự. Hãy tìm ra những chỗ có mắt dứa, lựa cắt bỏ nó đi. Muốn gọt sạch vỏ dứa, lại không lãng phí ruột dứa, Bill đã cất công nghiên cứu để tìm ra cách gọt dứa này. Nhưng họ không phải là nông dân trồng trái cây. Ở Mỹ, Bill là kỹ sư xây dựng đã 25 năm, nhưng anh lại chịu cầm dao gọt dứa, tất cả là đều vì bà xã Rita. Ban ngày tôi đi làm, tối cứ về đến nhà tôi lại bắt đầu làm bánh dứa. Anh ấy thấy rất lạ, đi làm về là cứ ở lì dưới bếp. Trong vị chua chua ngọt ngọt của bánh dứa, chứa đựng cả sự ngọt ngào người chồng dành cho vợ và sự đồng lòng thực hiện ước mơ của hai vợ chồng. Nhưng sau một thời gian bận rộn, Rita cảm thấy sức khỏe dần dần sút kém. Vừa kiểm tra, liền phát hiện đã bị ung thư dạ dày giai đoạn 3. Cô ấy đợi gần 3 tuần mới được biết ngày làm phẫu thuật. Đó là thời khắc vô cùng khó khăn, bởi vì vẫn chưa biết chắc tình trạng sẽ tệ tới mức nào. Dù thấy bất an nhưng vẫn phải đối mặt với hiện thực, Bill quyết định từ bỏ cuộc sống tại Mỹ hơn 50 năm để cùng Rita về Đài Loan làm phẫu thuật. Nghỉ dưỡng sau một năm lại phát hiện tế bào ung thư đã bị di căn. Thời gian sống sót của ung thư giai đoạn 4 là 5 năm, rất ít người sống được chừng đó. Tôi thử tìm cách không nghĩ đến điều này, không bị ảnh hưởng, cô ấy cũng vậy, cũng làm rất tốt. Sau khi bị bệnh, ngày nào tôi cũng sống như ngày cuối cùng. Đối với cha mẹ, thực ra khá lâu tôi đều sống ở nước ngoài, nên cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ bởi vì đã rất lâu không ở bên cha mẹ. Cũng may là phẫu thuật lần thứ hai thành công, bệnh tình của Rita được khống chế. Qua cơn bạo bệnh, hai vợ chồng càng cảm thấy quý trọng sinh mệnh, quý mỗi giờ khắc ở bên nhau. Chiếc bánh dứa nhỏ nhỏ không chỉ tạo cơ hội làm ăn mà mở ra đầy ắp niềm hy vọng mới để chờ đón tương lai.